Tôi xin mời thập niên 90 sẽ cử ra một người vào phía trong này. Dạ, để ảnh Dương Đình Chí. Dạ. Xin mời bạn. Tôi xin phép. Ôi anh Chí ơi. Chúng ta chào đón sự trở lại của nghệ sĩ Dương Đình Chí. Xin mời. Các bạn sẽ có một phút để hỏi đáp. Và sau một phút sẽ nói cho chúng tôi biết nhân vật chúng tôi đang muốn nói tới là ai. Gợi ý của chương trình: đây là một nghệ sĩ đa tài, đã tham gia vào nhiều lĩnh vực hoạt động nghệ thuật như đóng hài, đóng phim, biểu diễn ảo thuật và viết văn. Trời ơi, dễ quá trời dễ. Một phút bắt đầu. Quá nam, trời dễ. Nam hay nữ? Nam hay nữ? Nam, nam, lớn tuổi. Lớn tuổi. Có đóng phim cổ tích không? Có đóng phim cổ tích nhiều lắm. Có hát xiệc không? Có hát xiệc. Chú Bạc Ken phải không ạ? Chính xác. Rồi. Chính xác. Nghệ sĩ Mạc Can, tên thật là Lê Trung Can. Ông nổi tiếng là một nghệ sĩ đa tài, tham gia vào nhiều lĩnh vực hoạt động nghệ thuật như đóng hài, đóng phim, biểu diễn ảo thuật và viết văn. Các vai diễn trong chuỗi truyện cổ tích Việt Nam và vai diễn Bác Ba Phi trong phim Đất Phương Nam là những dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp diễn xuất của ông. Thầy có giận con không thầy? Giận mày thở với ai? Ngoài những bộ phim nổi tiếng như Đất Phương Nam, Người Đẹp Tây Đô, Ván Bài Lật Ngựa, Áo Lụa Hà Đông, Vó Ngựa Trời Nam, ông còn viết nhiều truyện ngắn và tiểu thuyết, trong đó tiểu thuyết Tấm Ván Phóng Dao đạt giải A cuộc thi tiểu thuyết năm 2005 của Hội Nhà văn Việt Nam. Qua bao thế hệ, người nghệ sĩ ở tuổi thất thập cổ lai hy này vẫn lạc quan, dí dỏm và vẫn luôn âm thầm cống hiến. Em chào anh ạ. Dạ. Chào anh lại ăn xong. Ông kéo tôi đứng lên cho đàng hoàng. Dạ, anh cứ ngồi đấy, không cần phải đứng đâu. Anh kéo tôi lên cho đàng hoàng tôi. Tôi lễ phép lắm, để dừng tôi coi dừng té ra nội. Trời ơi. Nghệ sĩ Mạc Can thì bao giờ cũng thế, rất là hóm. Đỡ đỡ được ngồi xuống. Dạ. Mày chuyện ông té. Cảm ơn ông lại dành xem. Thưa anh là hôm nay đến với chương trình Cứu Vui Vẻ thì không lẽ ông đứng là tôi ngồi kỳ quá. Không ạ, dạ em sẽ ngồi lại. Dạ, em xin phép. Em phải nói với anh là đây là trường hợp ngoại lệ vì chưa bao giờ em ngồi cả, em chỉ có đứng để giao lưu với các nghệ sĩ thôi. Nhưng mà xin phép anh là cũng được ngồi cùng anh được không ạ? Dạ. Vâng. Thưa anh là sức khỏe anh hồi này sao ạ? Lúc nào cũng đang tập tạ. Dạ. Vâng. Tập tạ. Chắc là cũng lâu lắm rồi anh cũng không viết lách gì hay vẫn viết ạ? Dạ có. Và cái cuốn mới nhất là anh viết là cái gì anh? Về cái gì ạ? Sai nắng. Về tình yêu hay là về gì ạ? Mình đang vậy mình giờ. Giờ mình thấy cô nào mà ngộ cái say nắng. Chắc là anh gặp một mỹ nhân nào đấy hay là gặp ai đấy thì nó mới ra cái tứ đấy chứ anh? Có gặp mới say được chứ cha. Vâng. Nhìn đâu nãy giờ tôi đâu có say nắng. Tên một con người vô cùng lạc quan thưa quý vị. Có lúc nào anh cảm thấy bi quan trước cuộc sống hoặc là có một cái gì đấy nó khiến cho anh cảm thấy dằn vặt đau khổ không trong cái quãng đời của mình? Không đời nào. Mình sống mà làm nghệ sĩ mình làm vui cho người ta mà. Nên ra mình buồn quá sao được. Mày vui lên. Đó là lời mà nghệ sĩ Mạc Can mang tới trong chương trình này. Hãy yêu cuộc đời này đi, không có lý do gì để chúng ta chán ghét nó cả, đúng không ạ thưa anh? Cũng có lý do chứ. Sao anh? Khi nào trong túi không có tiền là bi quan đúng. Vâng. Thực ra thì thế này thưa quý vị, nói chuyện với nghệ sĩ Mạc Can mà em toát mồ hôi này. Em không biết là cái chưa lúc nào anh nói đùa, lúc nào anh nói thật thế này. Tôi đâu có khi nào thật. Em xin phép được lời anh là sư phụ. Vâng. Anh có hay coi chương trình Cứu Vui Vẻ không ạ thưa anh? Có chứ. Vâng. Thế và cái điều mà anh cảm thấy thích thú với chương trình này là gì ạ? Thích anh, thích anh. Sư phụ. Sư phụ. Rồi thôi. Vâng anh ơi, khi mà chúng em làm chương trình ấy từ những mùa trước rồi ấy, em đã thắc mắc với ban biên tập là tại sao không thấy nghệ sĩ Mạc Can. Nói giá ít quá sao làm. Thấy chưa. Giá thế thì ai người ta làm được. Vâng.
À, thế thì đợt này làm thì chắc là giá nó hơn rồi đúng không anh? Chưa đưa. Chưa đưa. Chưa đưa mà vẫn làm nhiệt tình. Chứ không cần phải đưa trước. Dạ. Ờ, bây giờ thì... Sao anh? Nói vậy cũng chưa đưa nữa. Nói đến thế mà vẫn chưa đưa. Anh Mạc Can ơi, bây giờ đến với chương trình Cứu Vui Vẻ. Và năm nay là năm thứ 3 bọn em làm chương trình này. Và đây là chương trình phát sóng đầu tiên. Anh có sẵn sàng đóng góp cho mọi người một cái tiết mục gì đó hoặc những câu chuyện gì đó về nghề không ạ? Dạ được chứ. Dạ. Dạ tôi diễn ảo thuật được. Ảo thuật ạ. Bây giờ ảo dạ. Dạ tôi đẩy đây đi. Đẩy này. À con khán giả đều thấy. Vâng. Nha. Bây giờ tôi trình em coi cái nó không có gì hết. Không có gì. Em ngồi gần mà em không nhìn thấy gì hết. Vâng. Tôi đẩy cái đồng hồ lại nha. Dạ. Thế xong rồi sao anh? Ông đừng có đụng vô cái nón mà ông lấy cái đồng hồ được không? Không đụng vào cái nón mà lấy cái đồng hồ ra. Khi nghĩ giờ kỹ là khi nghĩ 1 tiếng đồng hồ á. Chương trình mình quay lần 6 tiếng mà suy nghĩ hết 1 tiếng là khi nghĩ. Dạ, em vẫn đang nghĩ nhưng mà nghĩ không ra. Em không động mũ nhưng em có thể luồn xuống dưới này được không ạ? Ai à? Đang quan cái nổi. Không cho tôi động vào mũ. Bắt tôi lấy cái đồng hồ ra. Tôi không làm được, bắt tôi làm. Này. Tôi phải làm gì? Cứ làm theo cách của mình thôi. Cứ làm theo cách của mình đi. Cách của mình phải dùng tay lấy mũ ra. Không khi. Dùng chân á, không, không được không, bộ phận nào trên cơ thể. Đây nè, tôi có đụng tới cái mũ đâu mà. Tôi 63 tuổi, thưa quý vị, 30 năm làm ở đài truyền hình Việt Nam, nghỉ hưu 3 năm, bây giờ phát hiện ra mình là một thằng khờ. Phát hiện ra mình là một thằng rất khờ. Vâng, trước nghệ sĩ Mạc Can thì chắc nhiều người bị khờ lắm. Dạ, kính thưa anh Sâm, là kính thưa quý vị khán giả ở tường thì rất là may mắn vì chắc là cũng già tuổi ở đây rồi nên là đã có nhiều cơ hội được tiếp xúc và làm việc với chú Mạc Can. Có một điều tôi muốn chia sẻ với quý vị là chú Mạc Can lúc nào cũng rất là lạc quan, cũng rất là yêu đời. Tất cả quý vị ngồi xem trực tiếp ở đây đều cảm nhận được những cái năng lượng rất là tích cực mà chú dành cho chúng ta. Con kính chúc chú là luôn được nhiều sức khỏe. Con kính chúc chú là sống lâu trăm tuổi. Con kính chúc chú là biết đâu là chú còn sẽ quay lại Ký Ức Vui Vẻ mùa 3, mùa 4 nữa, đúng không anh Sâm? Đúng rồi. Dạ. Đó là tất cả những điều mà chúng tôi đều muốn chúc tới nghệ sĩ Mạc Can. À, Thanh Duy cháu muốn nói gì? Dạ thưa chú là thế hệ tụi con chỉ được gặp chú Mạc Can qua tivi thôi. Hồi xưa là tụi con có coi một cái phim mà hình ảnh của chú Mạc Can lúc nào cũng ở trong lòng tụi con luôn, là hình ảnh của bác Ba Phi ở trong phim Đất Phương Nam, mọi người có nhớ không? À, một cái ông lão lúc nào cũng kể chuyện tiếu lâm mà y chang như bác ngoài đời. Và con cũng không biết nói gì hơn là con chỉ mong là bác lúc nào cũng giữ một cái tinh thần lạc quan tươi mới yêu đời như vậy. Vì chính bác là một cái nguồn động viên cho những cái thế hệ trẻ tụi con lúc nào cũng tươi trẻ như vậy thì mới có thể là phục vụ được đông đảo bà con cô bác, đúng không bác? Dạ ơi, vậy là tôi để tôi khen tôi cái ông Can đóng vai bác một hiền giỏi quá. Dạ. Mình phải khen mình chứ. Dạ. Rất là cảm ơn anh đã đến với chương trình. Anh lại nghe hậu quên. Dạ. Ông cảm ơn là tôi chuẩn bị tôi đi rồi em. Vâng, em cảm ơn rất nhiều. Vẫn biết là nghệ sĩ Mạc Can là người rất thích đùa và hay nói đùa. Và ông nói chuyện duyên lắm. Hôm nay trong chương trình này thì một lần nữa em phải nói một điều là rất là biết ơn anh đã đến với chương trình, đã mang cái lạc quan đến để gửi tới cho hàng triệu khán giả đang theo dõi chương trình Cứu Vui Vẻ. Có khi câu cũ hơi quá. Sao ạ? Bà con cô bác, tôi có thật hay giỡn chơi. Nhiều khi nó hơi quá. Để mai mốt tôi nói quá hơn. Và đây thưa anh, đây là cái kỷ niệm. Dạ, xin mời anh ạ. Hôn Nguyễn. Cảm ơn Hồng Vân. Và đây là cái kỷ niệm chương của chương trình ạ. Ký Ức Vui Vẻ xin kính tặng nghệ sĩ Mạc Can đã xuất hiện trong chương trình Ký Ức Vui Vẻ. Đó là một niềm vinh dự đối với chương trình ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Cái này đối với nghệ sĩ già nó còn quý hơn tiền. Bởi vì nên lại nói câu cho đàng hoàng, không nói không có nói quá nha. Có khi mình đi ra ngoài đường mà khán giả thấy a ông Can kìa, không đóng vai gì đó, cái đó còn quý hơn trúng số. Ta nhớ mình, ta nhớ cái vai trò mình đóng trong phim, trong nghệ thuật. Còn ví dụ người ta thương mình, ta ông Can kìa, ta móc túi đưa mình vài ba triệu, cái đó không quý bằng
cái nhớ nhưng mà cũng ở tối. Và đây là những điều nói thật của nghệ sĩ Mạc Can, và cũng như là một cái lời dạy bảo cho các lứa đàn em như bọn em. Em cảm ơn anh rất nhiều đã đến chương trình ạ. Tụi con lên, tụi con có thể lên được. Lên chụp ảnh đi, tất cả mọi người lên chụp ảnh với nghệ sĩ Mạc Can đi. Anh chụp với lại các bạn trẻ.